Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24/7. Quý vị thân mến, hầu hết tất cả chúng ta đều đã trải qua cảm giác đau vai gáy ít nhất một lần trong đời, và đặc biệt là đối với dân văn phòng, khi mà chúng ta phải ngồi nhiều này, ít vận động cũng như là thường xuyên gặp căng thẳng thì sẽ dễ gặp phải tình trạng này nhất. Ngày nay thì ngoài những phương pháp điều trị truyền thống, không ít người đã tập luyện yoga để có thể thuyên giảm những cơn đau này. Vậy thì quý vị đã tìm hiểu được những động tác yoga nào có thể cải thiện được trường hợp này hay chưa? Ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với huấn luyện viên của chương trình Đẹp 24/7 để tìm hiểu những động tác yoga giúp giảm những cơn đau vai gáy quý vị nhé! Sau đây Quỳnh Lâm xin chia sẻ một số các động tác yoga hỗ trợ trị liệu cổ vai gáy. Tư thế đầu tiên chúng ta sẽ về tư thế bò mèo. Hai gối và hai gót chân của bạn mở rộng song song bằng hông. Và hãy cố gắng kéo căng mũi bàn chân, nhấn cổ chân của bạn xuống sàn. Đặt cùi chỏ tay chạm đầu gối của bạn. Sau đó bạn đặt cổ tay vào điểm đầu của ngón tay giữa và từ từ nâng hông của bạn lên. Và bạn hãy chú ý xoay cùi chỏ tay của bạn ra bên ngoài để bảo vệ dáng tay. Hít sâu, kéo căng nhóm cơ cổ phía trước. Thở ra từ từ, hót sút ổ bụng, đưa cằm về hốc cổ. Sâu. Hãy vươn dài từng đốt sống. Thở ra. Và từ từ thả lỏng về giữa. Chúng ta có thể thực hành tư thế từ 3 đến 5 nhịp hoặc theo khả năng của bạn. Tư thế thứ 2, chúng ta sẽ chuyển về tư thế nằm ngửa. Hai chân khép lại, căng gót chân, hai lòng bàn tay xuôi theo thân, lòng bàn tay úp. Hít vào, nâng đầu lên. Nâng từng chân lên 90 độ. Mắt nhìn vào rốn, hãy kéo bả vai theo tay, tay theo đuôi thảm. Thở từ từ hạ đầu xuống trước. Và hạ chân xuống sau. Chúng ta thực hành tư thế từ 3 đến 5 lần hoặc theo khả năng. Lần tiếp theo, hít nâng đầu. Nâng từng chân lên. Mắt nhìn vào rốn. Thở từ từ hạ đầu. Và hạ từng chân xuống. Tư thế cuối cùng, chúng ta sẽ về tư thế ống bễ nâng đầu, gấp hai gối áp sát vào lồng ngực. Kéo căng mũi bàn chân, từ từ nâng đầu của bạn lên. Nâng tay song song với mắt cá chân. Mắt nhìn vào rốn, hãy kéo bả vai và tay của chúng ta về đuôi thảm. Giữ tư thế của chúng ta từ 3 đến 5 nhịp thở. Cảm nhận rõ được điểm sau gáy của chúng ta được kéo giãn, được tác động. Hít thở đều trong quá trình giữ tư thế. Thở từ từ hạ đầu, hạ tay và từ từ hạ chân phải tiếp sàn, chân tiếp theo. Thưa quý vị, đề phòng và hỗ trợ điều trị bằng thói quen tập luyện hàng ngày là rất cần thiết. Khi quý vị áp dụng đúng những động tác trên thì sẽ giúp cho khối cơ ở vùng cổ này, vai gáy sẽ được thư giãn, đồng thời thì đốt sống cổ cũng được thư giãn theo. Từ đó thì sẽ giúp khí huyết được lưu thông tốt hơn, giảm đau mỏi và đẩy lùi thoái hóa đốt sống cổ. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Xin chào và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau ở những số tiếp theo cùng với chương trình.